Nhà cổ có nhiều hộ dân sinh sống tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị sập sàn nhà vệ sinh ở tầng 1, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt kịp thời để đưa những người bên trong ra ngoài an toàn. Theo các nhân chứng, sự cố xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tại căn nhà số 22 đường Yersin, phường Nguyễn Thái Bình. Sàn nhà sập xuống chặn ngang lối đi của nhiều hộ dân sống chung trong căn nhà này. Lúc này bên trong có nhiều người, chủ yếu là người già và phụ nữ, do tâm lý hoảng loạn nên bị kẹt lại. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa khu vực, giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng cũng đã tích cực hỗ trợ cho các hộ dân tìm nơi ở tạm. Được biết, ngôi nhà trên được xây dựng thời Pháp thuộc, là nơi sinh sống chung của 4 hộ gia đình. Hiện căn nhà đã xuống cấp.